Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà thuộc Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới chợ Hà Đông, đi ra các bệnh viện lớn xung quanh của cái trung tâm Hà Đông thì rất là gần. Đặc biệt như là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Ca Tân Triều, Bệnh viện 103, Bệnh viện Quân y đấy mọi người ạ. Với lại Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, nói chung là vị trí của cái căn nhà này thì đi lại rất là thuận lợi, với lại gần như nó là của trung tâm của quận Hà Đông nha mọi người. Và cái thông số nhà thì như sau: diện tích của ngôi nhà trên sổ đỏ là 34m² và giá chào bán căn nhà này 2.750.000.000 thôi mọi người ạ. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô là 100m nha mọi người, rất là gần thuận lợi đi lại. Với phần cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo và bên trong là cửa kính gỗ mọi người nha. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà thì căn nhà này gần như là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần gạch lát nền cũng như là phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ chỉn chu. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở, sổ đỏ chính chủ pháp lý đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và căn nhà này thì quý vị chỉ bỏ ra khoảng tầm 1 tỷ tiền mặt thôi là có thể là vay được ngân hàng. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị trong vòng là 25 năm nha mọi người. Tối thiểu là 3 năm và dài nhất là 25 năm. Phía tầng 1 ngôi nhà mà Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đây chính là cái phần để xe của ngôi nhà mọi người nha. Phần để xe khá là rộng. Và cái màu chủ đạo của ngôi nhà này là chủ đầu tư thiết kế tông màu trắng toàn bộ, từ phần sơn cho đến cái phần không gian của ngôi nhà thì là thiết kế toàn bộ là màu trắng nên là rất là thoáng. Phần đặc biệt nhất của ngôi nhà này đó là hai mặt thoáng, có hai mặt thoáng mọi người ạ. Phía trước có một cái cửa chính rồi và phần đằng sau chỗ bếp này là có một cái cửa ngách nữa, rất là thoáng. Và cửa ngách này có thể đi lại được nha mọi người, có thể đi cái ngõ bên này được. Và phần đây là Ngọc Ánh đang đứng là phần bếp. Như mọi người có thể nhìn thấy thực tế ở trên video Ngọc Ánh quay thì có hẳn là hai cửa, một cửa ngách và một cửa sổ, rất là thoáng. Bởi vì phía trước là hướng Tây Nam mọi người ạ, cho nên phía sau là hướng Đông, rất là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì cực kỳ mát. Và cái không gian bếp ở đây thì cũng cực kỳ thoáng. Màu sắc thì khá là hợp lý. Đây toàn bộ màu trắng, mọi người có thể thấy không ạ? Màu trắng thì để mà nói thì bây giờ ấy, nó rất là phổ thông nhưng mà lại rất là dễ dàng phối đồ. Tủ ở đây thì là tủ gỗ thịt và được sơn màu trắng nha mọi người. Toàn bộ cái phần bếp xung quanh thì được trang trí là kính ốp bếp rất là đẹp. Xung quanh mặt bếp thì được ốp đá granite màu vàng hợp lý. Và phụ kiện bếp đi theo thì được lắp đặt đầy đủ inox 304. Với ngôi nhà này quá là chỉn chu, quá là đẹp, diện tích hợp lý. Vị trí thì trung tâm của quận Hà Đông, rất là gần với lại trường trung học phổ thông Lê Lợi mọi người ạ. Gần với lại một số trường mà liên cấp lớn của Hà Đông. Đi lại con cái học hành thuận lợi về chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Mọi người có đi làm ở khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì cũng rất là gần nha. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 1 của ngôi nhà thì đầy đủ về bồn cầu liền khối cũng như hệ thống vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này, trên phía tầng 5 của ngôi nhà đã có bồn nước 1 khối và phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là đã có bể ngầm 2 khối 8 nha mọi người. Có máy bơm nước tự động khi mà trên cái bể hết nước. Tiếp theo mời quý vị theo em lên trên phía tầng 2, khám phá tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2 thiết kế như thế nào quý vị nha. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Trên tầng 2 thiết kế một phòng khách rất là đẹp. Vì bây giờ theo cái xu hướng cái diện tích nó nhỏ nhưng chủ đầu tư thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng. Tầng 1 thì là khu vực để xe và phòng bếp. Lên trên phía tầng 2, không gian phòng khách rất là mở, rất là đẹp. Cửa sổ đây hướng ra bên ngoài rất là thoáng. Và trần từ phía phòng khách mà xuống tới dưới mặt sàn thì là rất là rộng, rất là cao nha mọi người, thoáng. Xung quanh phòng khách đây, trần phào các thứ là chủ đầu tư đã để sẵn ở đây rồi. Quý vị chỉ việc về và trang trí thêm vào thôi. Và đồng thời thì phòng khách của cái ngôi nhà này chủ đầu tư lát sàn gỗ, nhìn nó rất là sang nha mọi người, sàn gỗ công nghiệp đó. Và phía phòng khách thì có một cái vách gỗ CNC, hoa văn nghệ thuật trang trí khá là đẹp mắt, nhìn nó cũng khá là tinh tế mọi người ạ. Và trần thạch cao theo hệ giật cấp, rồi là
hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Ngôi nhà này nước sạch sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực thì là điện lực Hà Nội. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt đã được lắp đặt đầy đủ rồi quý vị ạ. Về chỉ việc sang tên cho mọi người thôi. Ở đây chủ đầu tư mọi người có thể để ý nhé. Ngọc Ánh quay rất là chi tiết là chủ đầu tư thiết kế giật cấp lên trên phía đây để ngăn cách. Ở đây có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ nữa. Thì ở đây nhà vệ sinh mọi người có thể nhìn thấy giúp em. À, rất là thoáng, rất là rộng, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối. Nói chung là đầy đủ thiết bị vệ sinh cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Hệ thống quạt hút mùi vô cùng thoáng. Phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà này trên phía tầng 2. Hướng nhà của căn nhà này thì là hướng Tây Nam mọi người nha. Và vẫn còn một căn nhà thuộc hướng Đông Bắc nữa. Nếu quý vị nào mà không hợp hướng Tây Nam thì vẫn có thể liên hệ với Ngọc Ánh. Ở đây vẫn còn một hướng Đông Bắc nữa. Với cái phần phòng ngủ này khá là rộng, diện tích phòng ngủ này nó khoảng tầm 10 cho tới 11 mét, cũng được lát sàn gỗ, có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, có đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa mọi người nha. Căn nhà này thì cái mặt tiền của nó là 3m4 vuông vắn, rất là đẹp. Dễ dàng kê đồ trong cái phòng căn phòng nhỏ xinh này. Cửa thông phòng đây mọi người ơi. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Và cái phòng ngủ cũng vậy, cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, nhìn rất là đẹp, rất là xa. Tiếp theo, mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Và mọi người ơi, bước chân lên phía tầng 3 của ngôi nhà thì trên phía tầng 3 thiết kế là gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Ngọc Ánh quên không chia sẻ với mọi người. Ở đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà là được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Và mặt bậc cổ bậc thì là được ốp đá đen trắng, rất là tinh tế. Và quý khách hàng thì thấy không, cái màu này nó rất là sạch. Rất nhiều khách hàng chia sẻ với em là anh chị thích cái màu này hơn là cái gạch mà màu vàng vàng hoặc là cái màu hoa văn màu xanh ý. Đây là căn phòng ngủ thứ hai ở trên phía tầng 3 nha mọi người. Như vậy thì lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 căn phòng ngủ riêng biệt. Phòng ngủ nào cũng vậy, đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Phòng ngủ nào cũng được chủ đầu tư thiết kế ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Căn phòng ngủ này cũng vậy mọi người ạ, cũng khoảng tầm 11-12 mét vuông, vuông vắn đẹp. Sự khác biệt lớn nhất của tầng 2 và tầng 3 ở đây thì là chủ đầu tư thay cái sàn gỗ công nghiệp vào là ở trên đây là lát gạch kích thước là gạch 60-60 vân gỗ. Tuy nhiên thì mọi người nhìn thấy không? Nếu như mà chỉ nhìn qua video thì mọi người vẫn đoán đấy là sàn gỗ đấy mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế đây, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế là cửa gỗ lim, chắc chắn. Sang tới căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ ở đây, đó. Quan trọng nhất nó là vị trí của ngôi nhà thôi mọi người ơi. Vị trí của nó thì thuộc là ngõ 3 Hà Trì, thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại cũng rất là thuận tiện. Gần như cái vị trí của ngôi nhà này thì ở phía Tây Hà Nội nó rất là đắt đỏ mọi người ạ. Vị trí đất bây giờ giá nó rất là cao, đất thì cũng không còn nhiều nữa. Bởi vậy cho nên là một cái ngôi nhà này tính giá thành đất và nhà lên 2 tỷ 750 triệu thì so với mặt bằng chung của khu vực rất là ổn nha mọi người, không bị cao quá. Ngoài ra tầng 3 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nữa. Đó, thì bây giờ bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng vệ sinh riêng biệt rồi nha quý vị. Vậy thì phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Và đây, nơi Ngọc Ánh đang đứng là tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, bước chân lên phía cầu thang mọi người ạ. Ở đây là có hệ thống giếng trời rất là thoáng để lấy ánh sáng cũng như cái không khí xuống toàn bộ khu vực cầu thang từ tầng 4 cho tới xuống tầng 1. Hành lang đi giữa các phòng thì rất là rộng nha mọi người. Đây, hành lang giữa các phòng nó là 1m2. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Trên tầng 4 này thì thiết kế là một phòng thờ. Tuy nhiên thì mọi người ạ, rất là rộng. Quý vị muốn sử dụng thêm công năng của nó thì về có thể thiết kế thêm để tối ưu hóa cái công năng sử dụng riêng của gia đình mình. Đấy mọi người nhìn thấy không? Rất là rộng. Phần còn lại đó là sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó. Phần sân phơi đây, đây là phần để máy giặt này. Hợp lý. Và ở đây là có một cái ô để đi lên trên tầng thượng đấy mọi người ạ. Đây này, chủ đầu tư có thiết kế sẵn một cái ô chờ để đi lên phía tầng thượng nếu như mà trên đấy bồn nước của mình có vấn đề gì đấy thì là đi lên được.
Như vậy căn nhà này, Ngọc Ánh nhắc lại với mọi người, giá chào bán 2 tỷ 750 triệu, hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích là 34m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.